Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất của mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 40 top cần bắt từ trang bắt fan. Thì chương trình này góp này có hai phần, một phần chatbot để nhận được top cần bắt và một phần liền ơn là trả lời đáp án câu hỏi nha bạn. Top cần này sẽ list lên CoinMarketCap và Coco và sẽ cho giao dịch qua sàn PancakeSwap mà. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot mà. Rồi bạn lướt trang cho các bạn H C Z 56 T. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Set và rồi các bạn join vào kênh group các bạn. Tiếp tục bot up nè. Các bạn xem tiếp kênh, tiếp tục cùng follow từ Twitter nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chia sẻ từ Twitter game, các bạn tăng dạy các bạn đi các bạn. Hoặc các bạn có thể từ Twitter nha các bạn. Rồi bắt up nè các bạn. Tiếp tục cùng follow Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nha các bạn. Đây là kèo khá là ngon các bạn. Chung đây các bạn like các bạn thích nó đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại người ta các bạn. Tiếp tục cũng follow Instagram nè. Trên Instagram nó thì các bạn theo dõi người ta các bạn. Các bạn nhấp vô đây các bạn thích nó một bài gì của nó đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại người các bạn. Rồi đây thì nhiệm vụ này thì mình hướng dẫn các bạn làm sao các bạn submit đi tên này các bạn. Rồi hỏi có join group không, bấm don. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile từ Twitter mình nhé các bạn. Thì trên Twitter bạn nhấn vào ba cái anh cùng nè, nhấn vào ba cái anh cùng nè, nhấn vào chia sẻ nè, rồi bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi lên chatbot các bạn. Tiếp tục các bạn submit profile đường link Facebook các bạn. Thì các bạn nhấp vào fanpage Facebook nữa. Rồi các bạn chạy xuyên các bạn. Các bạn nhấp vào mũi tên lại nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nữa. Các bạn sao chép cái đường link Facebook mình nữa. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit profile link Instagram thì cũng tương tự nha các bạn. Vào Instagram nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè các bạn. Các bạn sao chép cái đường link Instagram mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Rồi gửi cho bot. And submit 5 wish skip. Thôi các bạn. Đây. Thì nhiệm vụ này nó kêu điền username Bitcoin tắt thì các bạn bấm skip các bạn, bỏ qua đi các bạn. Add Savage Claim Surprise của Google. Rồi các bạn nhấp vào cái link form này nha các bạn. Vì nhiệm vụ Bitcoin tắt đó cũng khó làm các bạn. Nhiệm vụ giờ nào mình làm được thì mình làm nha các bạn. Rồi sau đây dòng đầu tiên thì các bạn mở link form ra thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nào. Cho nào ai góp các bạn, đã làm ai góp các bạn, à cộng lên 5 số 2 nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn wallet on của cái cap submit. Rồi các bạn vào đây các bạn bấm vào một sao của nó các bạn, đem login vào các bạn. Rồi các bạn cho nó một sao nha các bạn, up to wallet nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn đảo lên phòng này nha các bạn. Rồi các bạn gửi tệp lên nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên nha các bạn. Các bạn tải lên nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Tiếp tục thì bạn cũng up to wallet like trên Coco nha các bạn.
trên kênh của cô bằng like nữa các bạn. Bạn đăng nhập nữa. Rồi các bạn like cho nó một sao các bạn, rồi bạn chụp màn hình nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên này các bạn. Bắt đắp lên phòng này các bạn, tải lên một tờ tiếp tục nha các bạn. Sau khi tải lên xong các bạn tiếp tục gửi địa chỉ BNB sang Machen Bet 20 trên chiếc chocolate cho tất cả các bạn nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ đi. Rồi các bạn mở lên phong ra lại, các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi bấm bấm gỡ nữa các bạn. Rồi các bạn chậm xíu nữa các bạn. Rồi tiếp tục mình quay lại bot, mình làm việc kiếm bot tiếp tục nữa các bạn. Rồi các bạn bấm don nha các bạn, chứ đừng bấm skip, bấm skip là bỏ qua nha các bạn. Tiếp tục mình gỡ địa chỉ BNB sang Machen Bet 20 lại nữa. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group nữa các bạn. Join vào xong thì bấm don tiếp tục. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Thôi đây tài khoản này có chính xác không, nếu chính xác thì các bạn bấm confirm, còn không chính xác thì bấm start nha các bạn. Thì tập càng bát này 0.5 đô cho một tập càng, mình nhận được 40. Ủa, mỗi một lượt ghép thì nhận được 0.5 đô tập càng bát nha các bạn. Rồi thì tiếp tục các bạn tham gia chương trình wallet của nó luôn các bạn. Chương trình Li An An nè các bạn, thì đáp án thì mô đây giúp mình link mô tả. Rồi các bạn vào đây các bạn gì chọn đáp án để nhận thêm 5 đô tốc cần của nó nữa các bạn. Thì các bạn chọn vào cô A thì các bạn chọn app để book nữa. Cô B cũng vậy luôn các bạn. Cô C cũng vậy luôn các bạn. Cô D thì các bạn chọn 3% các bạn. Và cô D cũng vậy luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền vào username Telegram của tất cả các bạn đã sau này góp nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là câu hỏi chính xác trên ngôi gấp luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với BNB sang Machen Bet 20 lại nữa các bạn. Thì đáp án mình không có để phần link mô tả nha các bạn. Thì các bạn chọn app để book hết trơn luôn. Có một câu là 3% nữa các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nó xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 40 tập cần bắt. Nên đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.